để mà giảng hòa, rồi sau đó mới tới Á Châu. Việt Nam có xây hầm trú không? Cũng lên đó. Rồng lửa sao anh? Rồng lửa cho vô 90 ngày để hạ quả. Thiên Tâm Tướng nói giờ mình khấn sao cho đất nước giảm sự binh đao và nạn đói chú. Cái đó chỉ có mấy lãnh đạo với mấy hòa thượng lớn á, họ khấn mới có lực. Còn mình đo mình khấn cũng được, nhưng mà cái lực không bằng mấy vị lớn. Thì kêu mấy lãnh đạo đặt bàn thật, chỉ cách ngồi thiền đi anh, ngồi thẳng lưng lên, bát ấn tam muội để gì, nhắm mắt hít ba thở, hít ba cái thở mạnh cái thở nhẹ ra, rồi xong cái mình tưởng tượng mà lấy cái mắt thứ ba mình nhìn xuống cái lỗ mũi, nhìn miệng, mình nhìn rúng, cứ nhìn một động mình cứ làm cái động tác đó để mình quên đi những cái động tác khác, những cái vọng tưởng khác, thì cuối cùng nó còn một động tác, từ 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 mình mới trụ lại, cái trí của mình lúc đó mới mạnh. Chú Nghiệp ơi, alien đang xuống xung quanh mình có người hành tinh nó, trong tương lai nhân loại mình sống chung với người hành tinh mà, nó sẽ dạy mình những cái kỹ thuật cao cấp, thì hiện giờ nó cũng đang gần mình. Thiên Như nói cá Alan Musk là người, Alan Musk là người thành tinh mà, đúng, Alan Musk là nó là người thành tinh đó, nó không phải là người mình, nó ở một hành kinh tinh kia, nhưng mà cũng là anh em, cũng là dưới quyền của thượng đế, nó qua nó giúp trái đất của mình đó. Bộ Lê Trang Officer nói chú ơi, sao chiến tranh thời chiến nước Việt Nam thay đổi không? Có chứ, thay đổi lớn. Nếu mình nên nhớ vậy.